Thưa quý vị, trải qua những vòng thử thách gay cấn trong cuộc thi Block Carton đầu tiên tại Việt Nam, thì các đội xuất sắc nhất đã được xướng tên và nhận giải thưởng giá trị cùng chuyến tham dự pitching tại Hàn Quốc và cơ hội tiếp tục ươm tạo dự án. Chung kết cuộc thi Việt Nam Blockchain Hackathon đã diễn ra liên tục từ tối ngày 24 tháng 11 đến sáng ngày 26 tháng 11, qua truyền hình trực tiếp ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vòng chung kết đã diễn ra hết sức gay cấn và sôi nổi giữa 19 đội thi đã lọt vào vòng chung kết năm nay. Giải nhất thuộc về đội Uclear với giải pháp tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ vay tài chính cá nhân thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng peer-to-peer crowdlending dựa trên nền tảng blockchain của Ethereum. Trong đó, tất cả các đối tượng ngang hàng và hỗ trợ nhau trong hệ sinh thái tài chính. Người nhận vốn và người góp vốn sẽ thực hiện giao dịch với tỷ lệ lãi suất được xác định qua hình thức đấu giá trực tiếp trong cộng đồng. Những điểm mạnh để ứng dụng blockchain: dễ dàng xác định đối tượng và tiểu sử tín dụng, minh bạch, tính thực, tốc độ xử lý giải ngân gần thời gian thực và chi phí hiệu quả kinh tế cao nhất. Đây là cuộc thi về blockchain đầu tiên tại Việt Nam, nhưng tôi đã thấy các bạn thể hiện rất tốt. Các đội đều rất trẻ và rất quan tâm, cũng như có tài trong lĩnh vực công nghệ. Các dự án đều hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi thế giới. Đại diện ban tổ chức cuộc thi Blockchain Hackathon cho biết, cuộc thi Blockchain Hackathon nhằm tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực ứng dụng blockchain. Thông qua đó, có thể giải quyết những thách thức đối với Việt Nam hiện nay trên hầu khắp các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ tài chính hay còn gọi là fintech. Và quan trọng hơn hết chính là mở ra cơ hội cho các bạn trẻ cùng xây dựng hệ sinh thái blockchain đang phát triển tại Việt Nam.